Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất bên dự án của Nhà Tốt. Và 4 căn nhà này thì diện tích từ 49,5m cho tới 53m², thiết kế và hoàn thiện 3 tầng, xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, dọn đồ về và ở ngay. Với 4 căn nhà này thì ô tô nhỏ có thể lùi vào tận cửa nha quý vị. Hoàn thiện xong hết 4 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Và với cái thiết kế này thì tường riêng, móng riêng, cột riêng nha quý vị. Ngoài sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với cái căn nhà này thì diện tích của nó là 51m², thiết kế 3 tầng ra sao. Vị trí đi lại, giao thông thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức. Cụ thể của nó thì thuộc Đại Thành nha mọi người. Và với cái căn nhà này, Đại Thành Quốc Oai, căn nhà này thì thiết kế 3 tầng, phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính, ngõ trước nhà tương đối rộng. Đây, quý vị có thể nhìn này, hai ngõ chập một rất là rộng. Đường ngoài này thì ô tô nhỏ có thể lùi vào tận cửa, Ngọc Anh có sao thì chia sẻ cho quý vị như vậy. Giá bán thì rất là hợp lý, Ngọc Anh để dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Quan trọng nhất là toàn bộ những cái nhà dự án Ngọc Anh quay lên cho quý vị sổ đỏ chuẩn chỉnh 100%, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Mời quý vị theo em vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp rất là rộng. Ở đây thì Ngọc Anh đang đứng ở phần phòng khách của ngôi nhà, hoàn thiện cơ bản xong hết về cái phần nội thất, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ nước, gạch lát nền. Cũng như ở đây phần sơn hoàn thiện chỉnh chu xong hết rồi. Căn nhà này quý vị chỉ việc xách đồ về và ở thôi. Gần với trường đại học Đại Na, gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó chỉ khoảng tầm 3,5 km, cách với trường đại học Đại Nam khoảng tầm 4 km thôi thưa quý vị. Nói chung là vị trí đi lại khá thuận tiện, diện tích rộng, rất là nhiều quý khách hàng mong muốn. Và cái giá thì cực kỳ là hợp lý, dưới 2 tỷ một căn thôi thưa quý vị. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp cũng được hoàn thiện chỉn chu đầy đủ xong hết cho quý vị. Hướng nhà này thì là cả 4 căn đều là hướng Tây Nam. Đứng từ không gian phòng bếp nhìn ra hướng phòng khách kia tương đối là rộng. Bởi vì thường thường ấy mọi người, nếu như mà đất ở quận thì thường thường Ngọc Anh quay và chia sẻ cho quý vị, đa phần nó chỉ tầm 30-40m thôi, 50-60m thì nó tương đối là ít. Tuy nhiên thì ở bên cái phần huyện ấy, Hoài Đức này cũng như là bên Đại Thành, Chương Mỹ thì có nhiều cái diện tích nó rộng hơn. Điển hình như video Ngọc Anh đang quay cho quý vị đấy, 51m². Đây là phần không gian phòng bếp với phần tủ bếp được hoàn thiện kỹ càng, đầy đủ hết, đầy đủ cho mình là hệ thống đây, phụ kiện bếp, vòi rửa, chậu rửa, thiết kế đầy đủ xong hết. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Nói chung là hồ sơ điện, nước xong hết, hoàn thiện đầy đủ chỉn chu cho quý vị rồi. Với cái phần trần thạch cao cũng được thiết kế ngoài phần phòng khách này, phòng bếp. Trong không gian phòng bếp chủ nhà còn thiết kế một ô cửa sổ để lấy thoáng nữa. Và ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên. 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với một ngôi nhà 51m² thiết kế 3 tầng thì liệu có đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng cho một hộ gia đình hay không? Thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và công năng sử dụng ở trên phía tầng 2 như sau, gồm 2 phòng ngủ rất rộng, thoáng trước, thoáng sau. Đây ạ, đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, cửa sổ thông thoáng để lấy ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt chi tiết đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao đầy đủ cho mỗi phòng. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh đều thiết kế một lớp, đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị ơi. Và phần phòng ngủ tiếp theo hướng ra phần mặt ngõ, rộng hơn. Căn phòng ngủ ở bên ngoài rộng hơn so với lại bên trong nha quý vị. Đấy, cửa sổ thông thoáng, nằm trong khu dân cư đông đúc.
Tiện ích chợ trường, phường trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2. Quanh vị trí này nó chỉ phạm vi bán kính 1 km quay trở lại. Rất là thuận tiện. Thực ra ấy, với cái tầm phân khúc giá rẻ, diện tích rộng thì nó không quá nhiều. Tuy nhiên, quý vị phải chấp nhận đi xa một chút. Nếu như mà tính từ vị trí này mà lên tới trung tâm Hà Nội, ví dụ như mà máy tính cho quý vị lên tới Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 17 km mọi người ạ. Còn nếu từ vị trí này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km. Nói chung là với cái vị trí bất động sản thì cái giá bán nó quyết định lên vị trí, cho nên nhiều khách hàng mong muốn là diện tích rộng này, đường to ngõ rộng, ô tô mà lại gần trung tâm thì gần như là không có thật quý vị. Đó, đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau, đầy đủ kệ góc này, vắt khăn dàn này, hệ thống sen tắm này, bồn cầu liền khối này, ở đây là đầu chờ bình nóng lạnh này, lavabo. Và với cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ. Mời quý vị theo em lên khảo sát tiếp theo công năng sử dụng ở phần tầng 3. Hiện tại tầng 2 đã có hai phòng ngủ rộng, vậy thì tầng 3 thiết kế ra sao? Tầng 3 thiết kế cho quý vị như sau. Đây là một phòng vệ sinh, đây là một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể sử dụng làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, nhà tốt review cho quý vị có sao thì chia sẻ cụ thể đầy đủ chi tiết như vậy thôi. Mọi người có thể cân đong đo đếm xem ngôi nhà này thiết kế hợp lý hay không, vị trí này đi làm có thuận tiện hay không, giá này có mua được hay không nhá. Đó, đường, hướng, giá, vị trí Ngọc Ánh đều chia sẻ rất cụ thể và chi tiết. Đây, trên này cũng vẫn thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh, công năng sử dụng đáp ứng đầy đủ. Vị trí thì Ngọc Ánh xin chia sẻ và nhắc lại với mọi người, nó thuộc Đại Thành Quốc Oai. Quốc Oai thì là một mảnh đất vô cùng màu mỡ, rất là rộng, còn rất là nhiều quỹ đất. Tuy nhiên Quốc Oai cũng rất là rộng nhá. Thì nó không phải là cứ ở đây, nó là giáp với lại cái địa phận Hoài Đức, Yên Nghĩa mọi người ạ. Đó. Đây là phần sân phơi, nằm trong khu dân cư đông đúc. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Giá bán thì còn dưới 2 tỷ với một ngôi nhà diện tích 50m, xây rộng như thế này. Bây giờ mà tính chi phí xây dựng một ngôi nhà mà bóc tách ra ấy mọi người, thì tính ra đã gần tỷ một căn rồi, còn chưa kể tiền đất. Cho nên với cái giá bán này, quý vị nào cảm thấy phù hợp, hợp lý đối với lại hộ gia đình, phù hợp với cung đường đi, thì mọi người liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Cam kết 100% giá bán từ chủ đầu tư, sổ đỏ chuẩn chỉnh và hỗ trợ mọi người tối đa từ A đến Z, từ khi mua nhà cho tới khi cầm được sổ đỏ trên tay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.